Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của HD Radio miền Nam. Và với vài giây ngắn ngủi vừa rồi, hẳn các bạn cũng đã biết mình sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu sản phẩm gì ngày hôm nay. Vâng, hôm nay Nam sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu loa Bluetooth mini đến từ thương hiệu Sony, đó chính là mẫu SRS-XB13. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, mẫu loa Sony SRS-XB13. Và đúng như tên gọi của nó, mẫu loa Bluetooth mini này có một phần ngoại hình rất là nhỏ gọn. Mình cầm thì trông giống là chiếc cốc uống nước của mình mỗi ngày. Ở phần thân loa thì có logo của Sony, nhận biết thương hiệu rất là tốt, với một phần sơn màu trắng ở đây rất là nổi bật với loa màu đen. Phía bên trên đó chính là một củ loa toàn dài, loa chính của SRS-XB13. Ở phía bên dưới thì có thêm một phần loa thụ động nữa, tích hợp công nghệ extra bass nổi tiếng chứa danh của nhà Sony. Ở phía bên thân của loa thì bao gồm các phím chức năng cơ bản như là phím nguồn bật tắt, phím pair Bluetooth, phím play power, phím tăng giảm âm lượng. Loa thì có cả hỗ trợ đàm thuận chỉnh tay nữa. Và không thể thiếu đó chính là một phần cổng kết nối sạc DC 5V. Một điểm khá là thú vị ở trên chiếc loa thì được tích hợp thêm một phần quay sách ở đây, cầm nắm rất là tốt. SRS-XB13 sở hữu công nghệ truyền tải âm thanh Bluetooth không dây chuẩn 4.2. Tần số đáp ứng của loa là từ 20Hz cho đến 20.000Hz. Loa có thể phát nhạc 16 tiếng liên tục chỉ với một lần sạc đầy. SRS-XB13 có khả năng kháng bụi kháng nước chuẩn IP67, tương tự như trên dòng iPhone 7 và 7 Plus. Tuy là mẫu loa nhỏ, nhưng XB13 vẫn được trang bị tính năng đàm thoại rảnh tay và công nghệ ExtraBass độc quyền. Loa có trọng lượng chỉ 253g và có tới 6 phiên bản màu cho khách hàng lựa chọn. Và sau một thời gian sử dụng và trải nghiệm mẫu loa SRS-XB13, Nam có một số đánh giá cá nhân như sau. Đầu tiên về mặt thiết kế, loa có một phần thiết kế rất là nhỏ gọn, phần tay sách ở đây rất là chắc chắn. Các bạn có thể mang loa của mình đi bất cứ đâu mà các bạn mong muốn. Tiếp theo đó là về phần chất âm. Loa có một phần chất âm theo mình đánh giá là tốt trong phân khúc loanh quanh 1 triệu đồng. Kể cả so với mẫu Go 3 của JBL thì ở một góc nào đó phần âm trầm của SRS-XB13 vẫn được cải thiện hơn. Cho đến thời điểm hiện tại thì Nam vẫn chưa tìm được một nhược điểm nào đáng kể trên mẫu SRS-XB13. Còn các bạn thì sao? Nếu có những bất tiện hoặc những nhược điểm nào khi trong quá trình sử dụng SRS-XB13, hãy comment ở phía bên dưới cho Lam được biết. Ngay sau đây thì Lam sẽ xin được thử một đoạn nhạc cũng như là thay cho lời kết của video. Nếu các bạn quan tâm tới sản phẩm, hãy ghé thăm các showroom của HD Radio tại miền Bắc và miền Nam hoặc gọi điện thoại tới số hotline 1800 0042. Cấp giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chưa thấy em, chưa gặp lần nào nhưng mà thấy quen. Dáng người thon thả còn vẫn được cái đòn đá em. Bước đi ngoài phố có tờ giấy khen, bao lời ông cũng có tờ em trả thêm. Những kẻ theo đuổi tên còn quá kém, suy nghĩ đen tối chỉ có giá em là xác nhận người đó đời nó quá đen. Nhưng mà anh thì khác, nhưng chơi xin hiệu, không lừa dét cũng quá sai tín hiệu. Anh tưởng làm nhiều bản thân là cam chịu kèm đứng tính như tên tình trạng là đẹp phiêu. Chiều em đó em nhỏ đen tranh thủ có dịp gặp tên chắc phải tỏ bày. Hay hơi vội nên đi không có quà, anh chỉ muốn nói đó là trong thâm tâm thành tao chính trực. Tin anh đi, anh đang nói thật mà em đúng thật là thích ngờ vực. Đi trời đầu khi đang nóng nực nè, không cho đi chụp nên thêm mới bực. Nói em làm sao rồi anh, làm sao mà em, làm sao mà em, làm sao mà em, làm sao mà chuyện xảy ra rồi mà tay cực nè. Sẽ có rộng bắt là anh yêu dấu, anh sẽ xuất hiện trong bất cứ nơi đâu. Tổng đài giải quyết tất cả những yêu cầu, trọng đại hoài giả là đừng có chiều sâu. Tự do tự tại cái nhau không cự lại nhẹ nhàng ô tô bản lĩnh công bê. Bản thân thanh thì luôn giữ tâm trí. Anh không biết điều gì làm mình rời xa nhau. Dần mình đành rời xa nhau đến khi ta giật mình nhìn lại thì ta đã xa đến thế. Dù rằng còn nhiều điều con tim chưa cất tiếng, mình đành vội vàng tay buông tay ta chưa quên những điều ta chót môi như thôi. Yeah, em và thế là hết.
trong một chiều buồn em nói với anh. Những đắm say ngọt ngào giờ đây trôi về nơi rất xa. Ta đã quên môi hôn chiều hôm ấy. Anh biết và thế là hết. Trong một chiều buồn em nói với anh. Ta nỡ buông đôi tay nhau khi còn đang dữ dàng. Hai đứa nay đôi nơi bàn giang mãi. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.